Rồi, chào mừng tất cả anh em nha. Đã quay trở lại video của hôm nay. Video hôm nay là video 294 nha anh em. Và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 của mình nha. Thì em sẽ lên cho mình là 23 mẫu cần. Ở đây em có 23 mẫu cần, một con máy Fly nha anh em. Anh em có suối này, máy đầy qua. Thì cần em giới thiệu sơ lược cho mình nha. Một số cần ISO khoen nhỏ và khoen lớn nha anh em. Khoen nhỏ, khoen lớn đó là đồ cần được nha. Và một con cần cho anh em đánh ngâm đá đan C, cần rút nha anh em, đầy qua. Có bằng xoắn hai da. Ở đây thì em có một số cần nha. Dây trong liên khoen này và cần hai khúc, ba khúc độ cứng cao cho mình đánh ngâm đánh đan C được. Và cần lưu ở đây thì em có cho mình nha. Hai cần lưu máy đứng khuyên gôn rất đẹp cho anh em, một con ngọn UL cho mình. Ikeda thì em có một con nha, hàng rượu Nhật Bản luôn, dạng trúc nha anh em. Và cần Hechi cho mình câu bè nha, hai ngọn hai khúc, các bình xoắn hai da đây qua. Cần tay thì em sẽ có rồi đây nha, độ dài cần từ 3m9 nha anh em, 39 tới 9 mét cho mình nha. Có nhiều loại, có lóng ngắn và lóng dài luôn. Ở đây em có hai con lóng ngắn, con Si và một con Nissin, và một số cần lóng dài. Thì ở đây nó độ dài của nó là 39 đến 9 mét cho mình. Trong khổ là từ 5m, tay trợ máy các bằng xoắn hai da đều nha. Và một con cần súp nha anh em, con cần súp 39-25. Rồi anh em xem video nha, thì cho em một lượt đăng ký và một thông báo nha, tại bên em thì hàng nó liên luân chuyên liên tục nha, thì bên em hàng rất nhiều, thì em sẽ lên ngày hôm như ngày nào cũng sẽ lên cho mình để em có thể tham khảo kỹ và mình có thể là tham khảo mẫu cần những sản phẩm phù hợp với anh em hơn. Rồi phí ship bên em thì đối với hai sản phẩm bên em sẽ hỗ trợ tiền ship nha, bao ship cho mình, còn về máy là 30.000 một đơn, cần thì là 40.000 một đơn, bên em sẽ đóng nước kỹ hết. Hàng đến nơi thì anh em vui lòng nha, nhận hàng kiểm tra trước các thanh toán giùm em. Thì vì hàng mình cứ gửi đi nhá, bên em cho thật đồng kiểm hết cho anh em cứ yên tâm, hàng thật việc thật thì mình cứ nhận hàng rồi mình kiểm tra, thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng. Rồi, em sẽ có một con máy nha, thì em sẽ đem một con máy trước cho mình thôi, một con máy Fly nha anh em, máy Fly của Daiwa. Daiwa thì dòng là dòng Japan cho mình nha, made in Japan. Cái con này thì size của nó là tầm khoảng một thằng 3 thằng 4 cho mình thôi. Thì cái dòng Daiwa này thì bên em về rất là nhiều, con này thì nó không có kêu nha anh em, không có drain như mình. Đây, cho cối cái máy nha. Con này còn rất là đẹp, thì anh em mình thắng thì thắng bằng cơm nha, chứ không có cần ra cho mình. Đây, đây qua cái dòng này thì đây qua Master S1000 nha anh em, S100 thì con này em bán cho mình là giá 200.000 nha anh em, 200.000 ship là 30, máy Fly nha, máy rất là mượt, máy đây qua cho mình, hàng Japan. Rồi, cần em sẽ lên trước cho mình một số cần ISO trước ạ. Đầu tiên nha anh em, đầu tiên là một con cần ISO cần này có hãng là Suzumi nha, Suzumi. Con này thì Suzumi, hàng nội địa cho mình nha, hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Độ dài cần là 5m3, độ cứng cần là độ cứng 1 nha, cần là cần carbon. Độ cứng 1 thích hợp những anh em mình đánh á, cảm giác thôi. Mình muốn cứng hơn thì lấy cứng 3, cứng 4 nha em. Bắt là bass Fuji Stylus. Trong ISO khen nhỏ thì con này mình hạ tay ra tầm khoảng vào 3H cho mình nha. Ngọn của nó là ngọn 1 ly. Suzumi khen bass Fuji hết. Đây, ngọn cần là ngọn 1 ly nha em. Có hai khen chạy này. Ba khen chạy cho mình nha, ngọn có ba khen chạy. Trong cái lóng cần thì đẹp cho mình luôn. Thích giới thiệu cho anh em mình về nha, câu đơn, mình câu đơn chán thì mình có thể hạ tay, mình câu đơn câu đài được nha, câu đài mình hạ tay câu đơn cũng được ạ. Rồi Suzumi 5m3 độ cứng 1 nha anh em, con này thì hàng cũng đẹp cho anh em, độ cứng nhỏ mềm thôi mà, anh em lấy cảm giác thôi ạ. Cần này có mã số 1 nha anh em, giá cần là 700.000, trọng lượng của nó là 220g, ISO khen nhỏ Suzumi. Rồi mã số 2 em sẽ lên một cần ISO nha, ISO khen nhỏ cho mình luôn, ISO cần này của hãng là Daiwa nha anh em, Daiwa. Cái dòng Daiwa Regen này á, thì đa số của hàng này thì hàng Korea cho anh em. Korea xuất thị trường Nhật này, made in Korea, có mã code và tem vàng đầy đủ luôn. Độ dài cần là 5m3, độ cứng 1.5. 1.5 cũng thích hợp anh em đánh cảm giác thôi, nó cứng hơn một xíu thôi nha anh em. Ở trong tầm khoảng 1 đến 2, độ lại thì mình đánh cảm giác, còn mình muốn cứng hơn thì mình lấy 3, 4 nha anh em. Đánh lọc độ cần thì lấy tầm khoảng 4, 5 cho mình. Rồi con này ngọn cũng là ngọn 1.2 ly nha anh em. Ngọn cần 1.2 ly, có 3 khuyên chạy cho mình. Daiwa Regen. Hàng Korea xuất thị trường Nhật. Thì đa số cái hàng Korea này thì có cái núm ở giữa nha anh em, có mấy cái núm cao su này để mình chặn cần nha, khỏi xây xước vào nhau. Đây, lóng thì đẹp này. Ở trong hàng bãi thì độ mới của nó tầm khoảng 90% cho mình, không xây xước gì nhiều, có xước hơi cũ nha anh em, xước dăm trên sơ không đáng kể. Tất cả mặt hàng bên em thì anh em nhận hàng được kiểm đồng kiểm hết, nên anh em yên tâm nha. Rồi con Daiwa Regen nha anh em, bán Fuji Stylus này, dàn khoen Fuji. Cần này có mã số 2, giá là 750 nha anh em, 750.000, trọng lượng của nó là 230g, trong tương đối ok. Rồi mã số 3 em sẽ lên cho mình nha, một cần ISO khoen nhỏ nha anh em, cần ISO khoen nhỏ, cần này của hãng là Shimano. Shimano nha anh em, con này thì có chế độ zoom nha. Ở trước có một con thì em bán là còn một con nữa. Rồi có đắp chụp kèm luôn. ISO khoen nhỏ Shimano, cần này có độ dài của nó là 4m5 nha anh em, 4m5 zoom 5m3, độ cứng là 1.5. Con này hàng là hàng nội địa Nhật Bản nha mình nha anh em, nội địa Nhật Bản, Bass Fuji này, FLS6 nha. Khoen đi kèm cho mình là khoen xích hết nha anh em, khoen xích thế này. Độ cứng 1.5 thì tầm khoảng 3H đối với cần tay cho mình thôi.
Con này ngọn của cần là ngọn 1 ly. Tất cả dàn khoen đều là khoen xích nha em. Ngọn 1 ly này. Con này ngọn rất là ngọn long phụng nha em. Dạng ngọn tháp cho mình này, ngọn đặc nha. Lóng cần đẹp này. Con này đẹp nha em. Chung là các lóng cần rất ok cho mình luôn. Khoen đi kèm cho mình là dàn khoen full xích nha em. Khoen full xích. Rồi anh em muốn câu chế bộ 4m5 nha thì mình rút ngang đây thôi. Đây có chế độ zoom thì mình để lại nha. Mình muốn câu cái 5m3 thì mình rút luôn cái này ra. Nó tiện hơn cho mình. Mình hạ tay hay là mình câu ISO, câu đơn, câu đài được nha. Rất là tiện nhưng mình luôn có chế độ zoom. Câu hai chế độ cho mình ạ. Rồi con cần này có mã số 3. Giá cần là 1 triệu 2 nha em. 1.200.000. Trọng lượng của nó là 210g. Trọng tương đối nhẹ nha. Shimano. Rồi sẽ lên cần ISO khoen lớn nha. Mình đánh lọc độ cần này. Cần này của hãng là Suzumi nha em. Suzumi. Suzumi đa số hàng này từ hàng Korea xuất thị trường Nhật nha. Suzumi cái dòng Celos này. Độ dài cần là 5m3, độ cứng 5. Cứng 5 thì mình đánh bạo lực, săn hàng, đánh lục độ cường đều được. Đa số ISO khoen lớn là đều bắt vặn hết cho mình nha. ISO mà dạng khoen lớn bắt vặn hết cho mình. Thì phôi nó dày, trọng lượng nó cao nha em. Khoen Pak Fuji này. Con này ngọn của nó là ngọn 1.8 ly. 1.8 ly nha em. Ngọn lớn 1.8 ly có 3 khoen chạy cho mình. Đây, rất là ok. Carbon là carbon xoắn vân nha em. Carbon xoắn vân này. Đây, carbon xoắn vân toàn thân luôn. Trong đa số hàng này thì hàng co ra xuất thị trường Nhật. Đây, cần rất đẹp nha em, độ mới tầm khoảng 9% nha mình. Rồi khoen Pak Fuji, độ dài cần 5m3, độ cứng 5, đánh lục độ cần được nha em. Cần này có là trọng lượng của nó là 480g. Cần có mã số 4 ạ, giá con này là 1.200.000, 1.200.000 ạ, Suzumi. Rồi tiếp theo là một cần này, con này dạng cần rút, mình đánh ngâm lăng xê nha em, ngâm lăng xê cũng được. Cần này của hãng là Daiwa. Daiwa nha em, cross carbon, con này carbon xoắn hai da cho mình nha. Đây. Cần này có độ dài cần là 3m6, độ cứng con này là 30 nha em. Độ cứng 30 thì tính được ISO khoen lớn, tính được cứng 5 cho mình thôi. Đây cái dòng của Daiwa Hydrolock nha anh em. Thì đa số ISO khoen lớn này thì bắt vặn hết cho mình, tay cầm cán mút 36 cứng 30. Con này ngọn của cần là ngọn 2.3 ly, ngọn cần là ngọn 2.3 ly nha anh em, cứng 30, có hai khoen chạy này. Trong trừ lóng ngọn ra, còn những con lóng còn lại nha, đều là carbon xoắn hai da này. Carbon xoắn hai da cho mình. Đây, đẹp nha. Dòng thì anh em đơn đài mình đánh ngâm lăng xe được nha. 36 cứng 30. Cần này có mã số là mã số 5. Giá cần là 1 triệu 1 cho anh em. 1 triệu 100 ngàn. Trọng lượng của nó thì phôi nó dày. 400 gram cho mình ạ. Rồi em sẽ lên cho mẹ. Số cần 2 khúc 3 khúc cho mình đánh lùa này. Ngâm lăng xe được cho anh em. Tên một cần 2 khúc. Cần 2 khúc. Cần này của hãng là Suzumi. Suzumi Alpha King. Độ dài cần là 2m4. Độ cứng con này là 50 cho mình. Độ cứng 50 cho anh em. Cái dòng thì dòng nội địa Nhật Bản cho mình nha. Dây trong bên em lên khoen cho mình thì bên em lên cho mình là dàn khoen Fuji nha. Fuji chính hãng luôn. Acolai dạng 3 chân, loại siêu xích cho mình này. Độ cứng 50, con này ngọn của nó là ngọn 2.4 ly. Cái dòng thì phôi nó nhẹ, mình có thể câu lua. Mình câu lua hoặc là mình câu đơn của đài được nha. Câu đơn hoặc là câu đơn, câu ngâm lăng xeo được hết cho mình. Đây, rất ok. Đa số Suzumi là pass chính hãng của mình hết. 24 cứng 50. Khoen Pak Fuji cần này có mã số 6 nha anh em, giá cần là 700 nha, 700 ngàn, trọng lượng của nó là 260g, 24 cứng 50, Suzumi, khoen Pak Fuji hết cho mình. Rồi tiếp theo là cần 3 khúc nha anh em, cần 3 khúc này, con này cũng của hãng Suzumi luôn, con này cũng là dây trong lên khoen nha anh em, dây trong lên khoen, bán là Pak Suzumi chính hãng, bên em thì cũng lên cho mình là dàn khoen nha, Fuji thì khoen bên em lên á thì cuốn chỉ nha anh em, cuốn chỉ lên keo thì que keo tầm khoảng 10-12 tiếng mới khô, anh em yên tâm nha. Thì con này độ dài cần là 36, độ cứng cần là 30. Hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ nha anh em. Con thì độ cứng nó mềm nha anh em. Cần 3 khúc á, thì độ cứng 30, đối với cần 30, 3 khúc thì dạng nó mềm. Thích hợp như này mình cô ngâm lăng xe đánh chép này kia thôi. Chứ không cứng như cần lục nha anh em. Cần lục thì nó sẽ khác với cần này. Cần lục mà cứng 30 thì nó rất là cứng. Nhưng cái dòng lông lăng xe này thì một số anh em á không có hiểu rõ thì hay lấy mấy cây này về đánh lục không đánh được nha anh em. Dạng mà đánh ngâm đánh lăng xe thì được nha. Cứng 30 36 thì tương đối mềm cho mình thôi. Chứ dòng 3 khúc á thì cứng tầm qua 80. Thì mình đánh lục độ cần được. Còn cứng tầm 30-50 thì mình đánh ngâm lăng xe đánh vừa vừa thôi nha. Đây con này có dây buộc bảo hiểm cho mình nha này. Dây buộc dây bảo hiểm này. Khoen Pak Fuji hết. 36 cứng 30. Con này ngọn cần là ngọn 2 ly nha này. Ngọn 2 ly. 30 đối với cần 3 khúc. Thì thích hợp anh em đánh cảm giác thôi. Trong dòng này thì đánh bo cá đánh phê. Cần này có mã số 7 ạ. Giá cần là 750 nha này. 750.000. Trọng lượng của nó là 490g. 3 khúc Suzumi. Khoen Pak Fuji hết. Dây trong lên khoen cho mình ạ. Rồi tiếp theo là một cần 2 khúc nha anh, cần 2 khúc, dòng đánh ngâm lăng xe cho mình này. Cần này của hãng là Shimano. Shimano nha anh. Shimano carbon xoắn hai da này. Cái dòng thì đẹp nha. Cái con này ngọn cần là ngọn tháp nha anh. Cái này thì nó bị dính keo nha. Cái này mình lau sạch nha anh.
keo dầu lotion này. Độ dài cần là 2m7, độ cứng con này là độ cứng S nha anh em. Độ cứng S thì nó ra tầm mình là tầm khoảng vào 30 đến 50. Hàng là hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng này, cách bên xoắn hai da luôn. Cái dòng thì cách bên xoắn hai da nha. Em thì em có một con 2m4 và một con 2m7 nha anh em. Rồi đầu bu xít cho mình nha. Đầu bu full xít nè. Còn dàn tất cả dàn khoen còn lại đây là dàn khoen Fuji, loại xứ đá xám 3 chân cho mình. Hàng nội địa Nhật Bản nha. Tem vàng đầy đủ, cách bên xoắn hai da. Dùng con này mình còn đẹp cho anh em. Cái ngọn của đó thì bị, cái chỗ ngọn tháo nó bị chín keo thôi. Mình lau là sạch cho mình. Pad đi kèm cho mình là pad Fuji Shimano chính hãng nè. Tay cầm cán mút cho anh em. Chúng ta con này thì tương đối đẹp cho mình nha. Rồi, con này thì em quên lên mã nha anh em. Quên lên mã thì con này số 7 nha. Thì em tính con này là 7 cộng cho mình nha. Anh em lấy thì cứ báo cho em đi. Tại vì em giờ em lên em ghi thông số mã đều hết rồi. Thì con này em quên rồi, ghi mã cho mình. Rồi con này số 7 nha anh em. Xuyên 3 khúc số 7 còn thì con 7 cộng nha. Anh em cứ lấy thì cứ báo cho em. Rồi, cần này thì có mã số là mã số 7 nha anh em. 7 cộng cho mình. Giá cần là 1 triệu nha. Trọng lượng của nó là 250 g. Thế thôi, chỗ này mình đánh ngâm đánh lăn xe. Độ cứng tầm khoảng là 30 đến 50. Giá hết 7 Shimano. Hàng nội Nhật Bản cho mình. Rồi tiếp theo sẽ đây mình nha. Cần 3 khúc, cần của hãng Suzumi này. 3 khúc nha anh em. Suzumi Hollow Point nha. Còn này thì đa số hàng này thì hàng nội địa Nhật Bản cho mình nha. Cái con thì độ cứng cao, anh em mình đánh ngâm lăn xe, đánh trào được nha. Độ dài cần là 3m, độ cứng 80. Độ cứng 80 thì nó cứng cao nha anh em. 3 khúc cứng 80 thì nó vừa mình. Ngọn của cần là ngọn 3 ly. Tất cả dàn khoen cần là dàn khoen Fuji nha. Fuji loại xứ đá xám 3 chân hết này. Dòng thì đánh ngâm lăn xe, đánh chép đi nha. Thế hợp này mình đánh sông nha. Lên sông là vừa, sông gặp cá tầm khoảng 3-7kg là vừa nha. 3-7kg là bó rất ok. Suzumi có buộc dây bảo hiểm cho mình luôn. Hàng nội Nhật Bản, phôi nó dày nha anh em. Độ cứng 80, độ dài là 3m cho mình. Xong con thì ngoài nước đẹp cho mình này. Không xây sức gì nhiều. Cần này có mã cần là mã số 8. Giá con này là 1 triệu nha anh em. Giá cần là 1 triệu nha. Trọng lượng của nó là 450g. Trong phôi rất là dày. Ngọn 3 ly. Con này toàn thân của nó nha. Phôi là phôi carbon xoắn hai da cho mình này. Phôi carbon xoắn hai da cho mình. Suzumi con còn đẹp nha. Rồi tiếp theo là số cần lô nha anh em. Em đã còn một cặp cần lô cho mình, lô máy đứng nha. Đầu tiên là một cái cần lô, con này có bao vải kèm nha anh em, bao vải màu hồng cho mình này. Cần lô máy đứng, cần này của hãng là AB nha anh em, AB Special. Thì đa số hàng này là hàng made in Korea nha, Korea xuất thị trường nhất cho mình. Độ dài cần là 1m8 nha anh em. Độ dài cần 1m8, độ cứng là ML. Độ cứng ML thì thông số tải mồi cho nó rơi tầm khoảng vào 14 g nha anh em. Mát là 14 g, tải cá từ 6 đến 14 lp. Hàng Korea. Con này dàn khoen là dàn khoen Fuji nha anh em, dàn khoen Fuji Gold nha, dàn khoen Fuji Gold cho mình. Con này còn rất là mới cho mình luôn, đây mới tinh nha. Cái này các còn nguyên siêu chưa có bóc này, bóc như này còn nguyên siêu nha, nguyên siêu chưa bóc cho mình. Phát thì còn rất là mới, con này độ mới cần trên 95%, rất đẹp cho mình nha. Phát là phát Fuji này, tay cầm là cán bần nha, cán bần kiểu đôi chưa bóc cho mình luôn. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Gold nha anh em, dàn khoen Fuji Gold, hàng là hàng Korea xuất thị trường Nhật cho mình, dòng AB. Rồi cần này có mã số cần nha anh em, mã số là mã số 9, cần lưu máy đứng nha. Giá cần là 1 triệu ạ. 1 triệu nha anh em, trọng lượng của nó là 100g. Cần lưu AB. Rồi tiếp theo là một cần lưu nha. Con này cũng có bao vải kèm nha. Bao vải này thì cái nào hàng bãi về thì có sao bao vải cho mình nha. Cần lưu máy đứng cho mình nha. Con này thì ngọn của nó ngọn UL. Độ dài cần là 1m8 nha anh em. Cái dòng này là dòng của hãng Will, hàng China xuất thị trường Nhật cho mình nha. Made in China này, xuất thị trường Nhật. Độ dài cần 1m8, độ cứng con này là UL nha anh em. Thông số tải mồi từ 0.8 đến 3 g. Tải cá từ 2 đến 4 lp. Đây cán thì cán bần cho mình luôn, con này còn rất đẹp này. Đây, cán bần nha anh em. Phát là phát carbon. Dàn khoen cần là dàn khoen Fuji hết nha. Dàn khoen là Fuji hết cho mình. Dàn khoen Fuji loại xứ đá đen hết. Con này ngọn của nó là ngọn 1 ly. Thì đa số UL á, UL thì nó rất là mềm nha anh em. Nó chỉ cứng tầm khoảng là nó hơn Ikeda một xíu thôi. Ở dòng Ikeda này á thì anh em mình câu cảm giác thôi. Cầu căng ngát, cầu cái nhỏ cho mình thôi. Rồi cần lô máy đứng, con này ngọn UL 1.8, cần này có mã số là mã số 10 ạ. Giá con này là 600 ngàn ạ, 600 nha anh em. Trọng lượng của nó là 80g. Trong UL khối nó nhẹ cho mình nha, cầu cá nhỏ thôi. Rồi tiếp theo là một cần Ikeda này. Ikeda nha anh em, Ikeda rất đẹp luôn. Đây, Ikeda nguyên zin nguyên bản cho mình nha anh em. Cần Ikeda, con này ngọn của nó là ngọn ngọn rút nha anh em. Đây, ngọn cần là ngọn rút nha, ngọn dấu trong thân cần cho mình. Độ dài cần là 1m8, con này cần carbon, dạng carbon giả vân trúc cho mình, rất đẹp luôn. Con này thì đủ 1m8 nha anh em, không hao khung hụt cho mình ạ. Hai khoen cái của cần là khoen Fuji, loại xứ đá xám 3 chân. Thì đa số Ikeda thì ngọn rất là mềm nha anh em, ngọn của nó là dạng ngọn tháp cho mình nha, ngọn tháp ngọn đặc cho mình. Pad là pad Fuji F6, thì đa số hàng này thì hàng nghệ nhân, hàng nội địa Nhật Bản cho mình nha. Cần carbon, rất đẹp luôn, 1m8 nguyên zin nguyên bản cho mình nha anh em, không hụt phân nào nha.
Rồi Ikeda 1.8 thì được như này, mình có bè này, có bè với câu cá nhỏ như này. Ngọn dấu thân cần con này thì ngọn của nó là ngọn rút như này. Đây, rất đẹp nha, Ikeda. Rồi cần này có mã số là mã số 11 ạ, giá cần là 900 nha anh em. 900.000, trọng lượng của nó thì tương đối nhẹ, 80g thôi. 1.8 nha, Ikeda, ngọn cần là ngọn rút. Rồi theo là một cái cần nha, cần cho đây mình có bè này, cần Hechi nha anh em. Con là dạng Hechi mình có bè. Cần này của hãng là Daiwa. Daiwa nha anh em. Đa số hàng này á thì carbon xoắn hai da này thì hàng của Taiwan xuất thị trường Nhật cho mình nha. Made in Taiwan này, Taiwan xuất thị trường Nhật. Tem vàng đầy đủ luôn. Carbon thì carbon xoắn hai da cho mình này. Carbon xoắn hai da XX nha anh em. Đẹp cho mình này. Dàn khoen cần là dàn khoen Fuji nha. Dàn khoen Fuji lõi xứ đá xám. Con này thì độ dài cần là 2m4, có hai ngọn kèm, một ngọn là cứng 20 và một ngọn là cứng 30 cho mình nha. Ngọn cứng 20 và ngọn cứng 30. Pass đây kèm cho mình là pass Daiwa. Con này một ngọn cứng 20 và một ngọn cứng 30. Đây. Một ngọn đa số hàng Hechi á, Hechi thì là cần ngọn tháp hết cho anh em. Ngọn là ngọn tháp hết. Một ngọn là 1.3 ly và một ngọn cần là 1.5 ly cho mình. Và tất cả dàn khoen đều là dàn khoen Fuji, loại xứ đá xám, carbon xoắn hai da, Taiwan xuất Nhật, tem vàng đủ cho mình luôn. Đây, đẹp cho mình nha anh em. Carbon xoắn hai da này. Thì hai ngọn thì anh em mình câu được nhiều hình hơn. Câu vừa hoặc là mình có bạo lực hơn một xíu nha. Thì con này hai ngọn thì giống như hai cần cho mình rồi. Cần này có mã số là 12 nha anh em. 12, giá cần là 1.200.000 nha. 1.200.000. Trọng lượng của nó là một ngọn một cần là 190g, trông tương đối nhẹ nha, rất là nhẹ cho mình. Rồi tiếp theo là xem nha, cần tay nha em. Đầu tiên một con cần tay của Shimano này, cần tay Shimano nha. Con này thì còn nguyên bao vải nha, nguyên bao vải zin cho mình luôn. Đây Shimano nha em, Shimano Super Carbon. Con này là nó đi kèm cho mình nha, đây là bên Nhật nó về nó kèm cái này, đi kèm cái cục mồi cho mình luôn. Đây thì em cái cục này thì em sẽ gửi kèm cho mình nha. Đây cái cước này ở trong hàng về nó có cái này trong bao luôn á, zin trong bao thì em sẽ gửi kèm cho mình luôn của nó nha anh em. Rồi bao vải zin cho mình. Cần tay Shimano con này rất là mới nha anh em, độ mới của nó là tầm khoảng trên 95%. Con lắp chụp zin nha, lắp chụp gỗ cho cần này. Độ dài cần là 39 nha anh em, 39. Con này hàng nội địa Nhật Bản cho mình nha, Shimano chính hãng luôn, hàng nội địa Nhật Bản. Tay cầm là quấn chỉ và quấn dây mây nha, em cầm rất là chắc tay không bị dơ nha. Rồi con này thì độ cứng của nó rơi tầm khoảng vào 3H nha anh em. Ngọn cần là ngọn zin theo cần, không heo không hụt miếng nào luôn. Ngọn 0.7 ly. Đây lóng đẹp cho mình này, độ mới của nó trên 95% cho mình. Shimano hàng nội địa Nhật Bản Super Carbon nha anh em. Đây. Lóng rất đẹp nha, con này thích hợp cho anh em mình nha. Câu cảm giác mình bỏ cốp xe thôi, mình đi câu dã ngoại cũng được nha, ba lô cốp xe cũng được cho mình này. Đây, lóng đẹp cho mình nha. Rồi con này em sẽ thu gọn bao nhiêu nha anh em. Con này trọng lượng đúng nhẹ mình thôi, thu gọn cần là 43 cm. Con này trọng lượng của nó là 110g. Cần này có mã số là mã số 13. Giá cần là 1 triệu nha anh em. Giá cần là 1 triệu nha. Shimano 39, rất đẹp cho mình nha anh em. Có bao vải và nguyên cái dây cho mình luôn. Rồi tiếp theo là một cần tay lóng ngắn nữa. Cần này là của hãng Nissin nha anh em. Nissin. Con này thì hàng mới về. Thì còn cái bao cái nắp cái bột này hơi dơ một xíu, thì mình về đó là được nha. Bao vải kèm cho mình luôn. Rồi cần tay của hãng Nissin nha anh em. Cần tay lóng ngắn của hãng Nissin. Độ dài cần là 38 nha. Cái dòng Sandy Nissin, hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ cho mình nè. Đây, con này thì là dạng là tay cầm của nó thì nó làm là không có bo chỉ như này, nó chỉ là thân của nó carbon luôn, Nissin. Con này thì có kèm cho mình luôn, kèm nắp chụp, bao vải và hộp đầy đủ như này. Nissin 38 cho mình. Cái dòng Sandy này thì hàng nội địa Nhật Bản hết. Ngọn cần của nó là ngọn 0.8 ly, độ cứng cũng tầm khoảng 3H như này. Thì đa số hàng Nhật á, thì nhỏ nhẹ cho mình câu cá suối, mình câu cá rô, cá giết là vừa thôi. Đây, bo cá anh em mình bo được á, thì tầm khoảng 1-2kg bo được nha. Đây, lóng gần thì đẹp này. Có độ mới của nó tầm khoảng 8-90% nha anh em. Trên 90% cho mình. Nissin, hàng nội địa Nhật Bản, Sandy 38, cứng tầm khoảng là 4H nha anh em. Cần này có mã nha anh em. Cần này có mã số là 14 nha anh em. 14, giá cần là 900 ngàn. Đây. Cần này thu gọn nha anh em. Thu gọn của nó là 49cm nha. Thu gọn 49cm. Con này trọng lượng có nhẹ thôi. Trọng lượng của cần này 80g nha anh em. 80g, rất là nhẹ cho mình nha anh em. 38 và 80g thôi. Thì con Shimano này thì nó có quấn, quấn chỉ và quấn dây mây thì nó sẽ nặng hơn một xíu. Thì con này không có quấn nha. Rất đẹp cho mình nha. Mã số là mã số 14 nha anh em. Giá là 900.000. Rồi tiếp theo là một cần tay nha anh em. Cần tay lóng dài cho mình nè. Đầu tiên là cần tay lóng dài em sẽ lên một cần nha. Cần này có hãng là Sita nha. Sita cho mình. Độ dài con này là 3.9 nè. Con này đẹp nha. Cái hàng mới về thì cái này lau sạch cho anh em. Rồi con này dạng cần tay lóng dài cho mình. Ngọn của nó là ngọn 0.8 ly nha anh em. Ngọn cần là ngọn 0.8 ly. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng nha, tầm khoảng là 3H cho mình. Thì các lóng cần đẹp này, nó trong hông xây xước nha. Đây. Shuta 3.9. Cần tay lóng dài nha anh em,
độ cứng tầm khoảng là 3H, trong cái lóng rất ok. Hàng là hàng nội địa Nhật Bản cho mình nha, đa số hàng này á thì hàng Nhật khác cho mình. Độ dài cần 3m9, cứng tầm khoảng 3H. Cần này có mã số là 15, giá con này là 700.000 ạ, trọng lượng của nó là 100g, tương đối nhẹ cho mình. Rồi tiếp theo xin lên mình nha, một cần tay lóng dài cho mình nha em. Cái lóng dài cần tay của hãng Suzumi này. Suzumi, độ dài cần là 5m4 nha em. Độ dài con này là 5m4, có nắp chụp kèm nha, nắp chụp gỗ kèm cho mình luôn. Thì hàng Nhật về cái nào có nắp chụp hay không có thì em sẽ báo cho mình nha. Con này hàng là hàng nội địa Nhật Bản nha em. Hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ này, trong tay cầm của nó đều ok. Thì con này em về một cặp nha em. Em được một con là em về một cặp cho mình là 4m5 và 5m4. Thì con này là 5m4 nha em. 5m4 em sẽ bán cho mình là giá 750. Còn con mà 4m5 thì em sẽ bán cái cho mình là 700.000 nha em. Ngọn của nó là ngọn nguyên zin nguyên bản luôn. Ngọn cần là ngọn 0.8 ly nha em. Ngọn cần là ngọn 0.8 ly. Đây, các lóng cần rất đẹp này. Ngọn 0.8 ly nha em. Đây, đẹp cho mình luôn cho nó không xây sức gì nhiều nha. Có độ mới cùng nó trên 95%. Đẹp như này. Có nắp chụp kèm và không có bao vải nha. Thì con này em có một cặp cho mình, 4.5 và 5.4. 4.5 thì em sẽ bán giá là 700, còn 5.4 em sẽ bán cho mình nha. Con này 5.4 em sẽ bán cho mình là giá là 750.000. Suzumi cần tay 5.4, cứng tầm khoảng 3H. Con này trọng lượng của nó là 190g nha anh em. Tem vàng đầy đủ cho mình nha. Còn rất đẹp này, thích hợp như này mình câu rô câu giết nha. Rô câu giết câu suối thôi. Rồi tiếp theo là một cần tay nha. Con này dạng là cần tay chợ máy nha anh em. Cần tay chợ máy, cần này của hãng Daiwa. Daiwa Carbon Wicker, độ dài cần là 5m4, độ cứng 2 nha anh em. Độ cứng 2 tính theo cần tay, rơi cho mình tầm khoảng là 3.5 đến 4H cho mình nha anh em. Trong là ngọn của nó thì nó chỉ có cái ngọn đầu của nó nha, lóng ngọn và cái ngón thứ hai là nó nảy thôi. Đây ngọn cần là ngọn 0.8 ly, thì đa số cần mà tay chợ máy á, thì ngọn cần là ngọn tháp hết nha anh em. Ngọn tháp hết, ngọn đặt hết cho mình này. Con này thì trừ lóng ngọn ra nha, trừ lóng ngọn ra, còn những lóng lại được, tất cả các lóng lại được carbon xoắn hai da. Đây. Con thì ngoài này có rất là mới nha anh em, độ mới của nó tầm khoảng trên 90%. Thì con này anh em về anh em muốn cần tay chợ máy hay mình hạ cần tay cũng được nha. Mình hạ mình làm cần tay cũng được, thì mình chỉ cần gắn cái đầu vào là được thôi nha. Anh em mình hạ cần tay á thì cứ inbox nha. Thì em sẽ gửi kèm cho mình nha, em gửi kèm cho mình anh em vế lại cần tay, em sẽ gửi kèm cho mình một đoạn như này, một cái đầu bu như này kèm trong khúc nha. Để mình về hạ tay. Thì hạ tay thì mình chỉ cần tháo cái đầu ra là ok rồi. Đây các bạn xoắn hai da đẹp cho mình nha. Con này thì hàng nội địa Nhật Bản nha anh em, độ mới con này rất là cao. Thích thì anh em mình hạ tay hoặc là mình đánh tay chợ máy cũng được. Khoen của nó, khoen cái là khoen xích nha anh em. Khoen cái là khoen xích, bát thì kèm là bát Fuji. Đẹp cho mình nha, cứng tầm khoảng 3.5-4H cho mình. Hàng Daiwa nội địa Nhật Bản cho mình nè. Cần 5m4 độ cứng 2, tầm khoảng 3.5-4H. Cần này có mã số là 17 ạ. 17 nha anh em, giá cần là 1.500.000 nha. 1.500.000, trọng lượng của nó là 190g. 190g. Con này hạ tay thì tháo bát khoen ra thì tầm khoảng tầm 150g cho mình nha. Tương đối nhẹ cho mình. Rồi tiếp theo là một cần tay nha, số cần tay lóng dài này, độ dài nha anh em. Cần tay carbon, con này hàng nội địa Nhật Bản tem vàng, dạng là carbon giả vân trúc nha anh em. Độ dài cần là 6m3. Độ dài con này 6m3 nha, tay cầm thì quấn chỉ cho mình. Con này carbon giả vân trúc rất đẹp luôn. Con này ngọn của nó là ngọn 1 ly nha anh em. 1 ly độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào 3 đến 350H. Thì ngọn của nó là ngọn đặc nha anh em. Ngọn đặc, ngọn tháp này, dạng ngọn long phục như mình nha. Tháp nha anh em. Carbon là carbon xoắn vân hết cho mình. Đây, carbon xoắn vân này hai lóng này. Còn những lóng còn lại nha, đều là carbon giả vân trúc nha em. Carbon giả vân trúc đẹp này. Hàng là hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ cho mình luôn. 6m3, cứng tầm khoảng là 3.5H. Lóng đẹp cho mình nha. Không xây sức gì nhiều. Rồi con là những thích hợp cho mình nè. Vẫy rô vẫy giết câu cũng ok. Chung là dòng này thì rất đẹp cho mình nha. Và câu tại cá ok cho mình. Cần này có mã số là 18 nha em. Giá cần là 1.100.000 nha. 1.100.000, trọng lượng của nó là 300g. Thì đa số cái dòng mà nó cuốn chỉ á, thì nó sẽ nặng hơn là carbon trơn nha anh em. Carbon nó không có cuốn chỉ cho mình. Rồi tiếp theo sẽ là một cần tay nha. Cần tay 7m2 nha anh em. Cần tay carbon. Thì con này cũng là hàng nội địa cho mình luôn. Tem vàng đầy đủ này. Tay cầm thì cuốn chỉ cho mình luôn. Có buộc dây bảo hiểm nha anh em. Là buộc dây bảo hiểm cho mình này. Tay cầm cuốn chỉ. Độ dài cần là 7m2 nha anh em. Độ dài con này là 7m2. Cần là cần carbon cho mình. Thì đa số đây cần carbon hết. Thì những cây nào cần fit thì em mới báo cho mình thôi nha. Ngọn có này là ngọn 1 ly nha anh em. Ngọn nguyên zin nguyên bản luôn. 7m2 nha. Cần này cũng dạng là gần là ngọn đặc nha em. Ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp cho mình nè. Độ cứng cần cũng là tầm khoảng 3.5-4H cho mình. Độ dài cần là 7m2. Trông con rất đẹp, con này thì câu cá nha. Con đời cũ á, thì nó phôi nó sẽ tốt hơn là mấy con đời mới nha. Cách bằng xoắn hai da thì nó sẽ nhẹ, nó đẹp, nhưng mà em thấy nó không có bao giờ chắc chắn bằng mấy con cũ đâu. Đời nó sâu một xíu thì là phôi nó dày hơn. Đây 7m2 nha em. Trông cái lóng cần đâu đẹp cho mình thế này. Rất là ok. Thì đa số những cái lóng trên này nha,
cái lông này trên này thì nó dạng như là nó có mạ cho mình nha, mạ ngọc trai cho mình rất đẹp luôn này. Đây. Rồi 7m2 cứng tầm khoảng 3-4H cho mình nha anh em, phôi rất dày. Con này cần có mã số là mã số 13-19 nha anh em, 19 ạ, trọng lượng của nó là 320g. Cần này có giá cần là 1,2 triệu nha anh em, 7m2 1,2 triệu. Rồi tiếp theo là cần tay nha, cần tay carbon, cần tay carbon, cần này thì của hãng là Promane nha anh em. Độ dài cần là 8m1 nha, con này cũng đời hơi sâu một xíu. Tay cầm thì quấn chỉ cho mình này, tem vàng nha, hàng nội địa Nhật Bản cho mình luôn. Độ dài cần là 8m1, con này ngọn của nó là ngọn 1.4 ly nha anh em, ngọn cần 1.4 ly. Độ cứng của con này rơi tầm khoảng vào 4-5H cho mình nha, 4-5H cho mình, ngọn cần lớn. Carbon là carbon xoắn xanh nè. Đây, cái dòng thì nó phơi nó nặng nha anh em, mình về mình câu kiểu mình câu đơn, mình câu ngâm á là ok. Đây, lóng cần cũng đẹp cho mình nha, không xây xước gì nhiều nha anh em, carbon dạng carbon màu xanh. Thì mặt hàng bên em thì anh em nhận hàng nha, được đồng kiểm hết, anh em cứ nhận hàng thì kiểm tra hàng trước thanh toán giùm em. Đây, lóng cần đẹp cho mình nha. Độ dài cần 8m1, độ cứng rơi tầm khoảng 4-5H cho mình. Tay cầm quấn chỉ nha, hàng nội địa Nhật Bản. Cần này có mã số là mã số 20, giá con này là 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu, 8m1 cho mình nha. Trọng lượng của nó là 380g. Trong dòng này thì phôi dày, câu mới an toàn nha. Rồi tiếp theo là một cần tay nha anh em, cần tay của hãng Daiwa. Cái cần này Daiwa nha anh em, Daiwa con này thì độ dài của nó nha, hiện tại là còn 8m cho mình. Có dạng có hạ lóng cho mình nè, hạ lóng nha anh em. Dòng là carbon wicker nha anh em, Daiwa hàng nội địa Nhật Bản, độ dài của nó hiện tại là còn 8m cho mình nha. Con này dạng có hạ lóng. Thì nó 9m hạ lóng 8m, thì cái lóng 9m á thì bên Nhật người ta đó, người ta giúp mình nè, mình cần thủ nó chơi rồi. Con này còn nguyên riêng nguyên bản cho mình nha anh em. Nói chung là còn 8m cho mình. Đủ 360 độ này, ngọn không bị hao hụt gì nha. Con thì đời nó cao, nên là độ cứng nó cao cho mình. Ngọn cơ là ngọn 1.7 ly nha anh em, 1.7 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng nha, 5-6H cho mình. Trong cần ra rất là thẳng. Đây, tấm cần đẹp này, carbon xoắn vân, đây qua hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Đây, carbon xoắn vân hết cho mình này, đẹp nha. Con thì phôi tương đối ok nha, trọng lượng nó cũng tương đối không có nặng lắm cho mình, cần ra rất là thẳng, cứng tầm khoảng 5-6H cho mình. Rồi đây qua độ dài cần là 8m nha anh em, độ dài cần là 8m. Cần này có mã số cần là mã số 21, giá con này là 2 triệu nha anh em, giá cần là 2 triệu, trọng lượng của nó là 180g. 180g cho mình nha. Đây qua carbon wicker, độ dài cần là 8m, cứng tầm khoảng 5-6H cho mình nha. Đây, có hạ lóng này. Rồi tiếp theo là một cần tay dài nha anh em, cần tay dài, con này thì 9m. Con này săn hàng nha anh em, săn hàng lóng rất là khổng nè, phôi nó dày, thích mình này mình tay to nha, cung ngâm lăng xe, săn hàng cắm đèn cũng được nha anh em. Độ dài cần là 9m, con này thì hàng là hàng Nhật nha anh em, hàng nội địa cho mình luôn. Con này ngọn cực kỳ lớn ạ. Đây, cho mình xem cần nha. Con này thì phôi dày ngọn lớn nha anh em, độ cứng cao, độ cứng cần này rơi tầm khoảng 5-6H cho mình. Ngọn của nó là ngọn 2 ly nha anh em, ngọn cần là ngọn 2 ly, cần tay ngọn 2 ly cho mình nha. Rất là cứng, carbon là carbon xoắn vân này. Con này phôi dày, cần ra thẳng cho mình nha anh em. Nói chung là mình muốn độ cứng cao thì phôi nó dày, chứ những con mà độ cứng mềm á, trọng lượng nó nhẹ, nhẹ thì nó không bao giờ cứng được cho mình nha. Đây, phôi này, carbon là carbon xoắn vân. Con này phôi lớn nha anh em, rút to, thì bạn này mình tay to nha, sẽ câu ngâm lăng xê, săn hàng đều được nè. Cái dòng mình thì dạng mình đánh lục á, lục cần đều được luôn. Đây, phôi rất lớn nha em. Nước sơn còn đẹp cho mình, có xoắn là kết mình, các mình xoắn vân nha, kiểu là có xây xước sơ thôi. 9m, cứng tầm khoảng 5-6H. Rồi con này có mã số là 22 nha em, giá cần là 1,5 triệu nha, 1,500,000. Trọng lượng con này là 680g. Trong phôi dày nha, phôi dày lóng lớn, độ cứng cao, 9m cho mình ạ. Rồi cuối cùng em sẽ lên một cái cần lục nha. Con này dạng cần lục, cần súp cho mình nha nè. Cần súp. Độ dài cần là 3m9, độ cứng con này là 25. Con này hàng là hàng Korea, xuất thị trường Nhật cho anh em, made in Korea. Độ dài cần là 3m9, độ cứng 25. Cứng 25 mình thích hợp cho anh em mình nha. Đánh lục độ cần thôi, đánh gần bờ cho mình này. Đánh ngâm lăng xèo được. Con này ngọn của nó là ngọn 2.5 ly. Ngọn nước sơn màu trắng nha anh em. 2.5 ly khoen pad Fuji hết. Có hai khoen chạy này. Đây. Con ngọn là ngọn màu trắng, còn những con ngọn còn lại nha, lóng lại là carbon xoắn vân. Đây. Còn xoắn vân cho mình nha, trông đẹp này. Thử thích cho anh em đánh lục độ cần thôi, hàng Korea nha anh em, Korea xuất thị trường Nhật, còn rất là mới, độ mới con này tầm khoảng 95%, rất là ok nha. 39 cứng 25, có tem đầy đủ cho mình nha anh em, hàng là hàng carbon, khoen pad Fuji hết cho mình. Rồi cần này thì có mã số cần là mã số 23, giá con này là 900.000 nha anh em, 900, trọng lượng của nó là 390g, tương đối nhẹ cho mình nha.
Rồi giá cần là 900.000, 39 tấn 25 ạ. Rồi tổng cộng là 24 mẫu cần nha anh em. Em gửi cho anh em mình vào một con máy. Anh em ấn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại ưu tiên anh em nha. Chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em và Zalo nha. Em có ghi trên phần mô tả cho mình. Rồi tất cả mặt hàng bên em nha, anh em nhận hàng đồng kiểm hết thì hàng bên em về rất là nhiều. Anh em xem được video thì cho em một lượt đăng ký nha, bật thông báo giùm em. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha để xem video của em. Chúc anh em một ngày đầu tuần vui vẻ nha.